Chào mừng tất cả các bạn đến với channel Nắng Ấm Với Tôi nha. Rồi, hôm nay mới lấy ra đầu số Giang Đông rồi các bạn. Đó, đây 30 á. Máy này mới lấy 17 triệu ha. Để em thử cái này chạy sao nha các bạn. Rồi phía sau thì có còn đầu máy 4 Mitsubishi nha các bạn. Quá nữa luôn à. Cái chia cuộn ra phân nửa để chiếc một bên cài các bạn. Mitsubishi rồi các bạn. Đấy. Quá nhanh. Bá đạo quá. Bị lúng ha các bạn. Giờ qua bên kia coi cái đầu D30 chạy cho mấy bạn xem nha. Xé nước luôn.
chiếc đưa luôn. Còn chạy quá nhanh luôn rồi. Subaru chạy dữ quá bạn ơi. Cầu đua luôn. Ủa đầu đây 30 chạy cũng không thua gì con này đâu nha. Quá đỉnh rồi. Đây 30 thắng nha các bạn. Tới trước rồi. Chạy rồi các bạn. Tôi tới nè. Cái này giờ cháy giác để nó chua ăn nha các bạn.